quá khứ quá cái đâu khứ không? cái đâu thì thôi qua chuyện gặp thì bằng tay tay Bằng tay. Đem lại đỏ con này ơi. Nó ê, ê, rồi, rồi, rồi. Rồi. Có chuyện, trời ơi, nhiều trời chuyện. Ơi. Hello, hello, xin chào bạn. Các bạn. Hôm nay mình đi giăng lưới bắt cá đây nghe các bạn. Hôm nay bạn Tấn với bạn Pháp có chút công việc nên không đi được. Còn có team mình còn có 4 người à, chú Bảy không cầm máy quay rồi. Hôm nay 3 người đi giăng lưới bắt cá dưới sông nha các bạn. Dính lưới dính về bắt đó nghe bạn. Chứ dính sơn lắm nè. Trời trời đang mưa các bạn ơi. Trời đang mưa nữa, râm râm nữa các bạn ơi. Thôi vậy tranh thủ đi đi. Tranh thủ mình giăng lưới nghe bạn. Rồi. Rồi đi, let's go. Đường cá đầu tiên các bạn ơi. Dạ. Đến với Úc Lát đang đuổi cá các bạn. Giờ giăng hai tay lưới rồi. Thấy cá nó cũng sắn nhiều đó. Hôm nay Tấn với Pháp nó đi công chuyện rồi. Nên còn có 4 anh em ở nhà. Rồi rủ đi giăng lưới. Có vuông của anh em. Cái vuông này của anh em. Thank you.
có không? Trời đang mưa, trời đang đổ cơn mưa. Sao trời lạc vô đây cũng hiểm thân với người ta. Chiếc đó trả nổi không? Đứng đây quay được là mình đi di chuyển nữa xuống. Cao lắm. Để xuống đây bơi cho bảy. Ai gõ? Để làm gì? Lặn tủm tủm như đó vậy? Làm gì tủm tủm vậy? Sao lắc quá vậy? Lên nó mỏi gì đó. Ăn gì á? Giờ dắt mẻ lưới đầu tiên nha. Quẩy ngoài vô. Ô. Gì? Con đầu tiên các bạn ơi. Đúng rồi. Để nó bẻ giục ở đây thôi, tôi bắt nó để vô. Giục đá xuống đấy rồi. Cái này tôi quần cá luôn. Ok, nó mò lặn lỗi, lặn làm cái gì đó. Yếu giò, ê có cá rồi. Đặt lại cua cũng bỏ luôn rồi. Nhưng mà có nhiều mấy công không nhỉ? Hai mấy công? Nhiều mấy, hai mấy. Con hả? Con này thu dữ quá. Ừ, hai con. Vô con cá lóc bít nữa. Vô con tôm luôn rồi, con tôm luôn rồi. Tôm số hay gì? Lưỡi còn dính nghẹt luôn. Nhẹ này được hai. Ba con cá lóc bít luôn. Con tôm nữa kìa. Găm này đá à? Bắt cắn cũng đá. Ừ. Đây là bít đến ở ấp kinh doanh. Rồi, rồi bơi lại chỗ đến cho nó thăm cái mẹ lưới này. Mình thường chạy đi đá banh, mình chạy lên quanh mình đá không được banh. Làm như cái nước. Cái 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 chọt. Đó chạy cá bự rồi. Không biết nó nói có mà không biết không thấy cái phao nào dịch. Không ai để lượng ông nào liền nè. Liệt. Cái nào luôn á. Chúng còn cái nào coi. Trời ơi, nó đi. Con một. Mấy đây kiếm con nữa. Quá khứ. Đây con nè.
Qua khương ra. Đây, qua rồi. Đó bự ra. Quá trời mập. Quá khương. Cái đó trứng. Về có coi lại chứ nhỏ. Hai tay được vô 6 con hả? Con 12 tay được 7 đến 1 con hả? Trời ơi, con. Này dính được 7 con. Nghe đây 5 con với trong với Tụng 2 con nữa. Thêm con tôm nữa. Hai. 6 con. 6 con về tới rồi. 7 con. 6 con. Đâu? 6 con nè. 6 con. Con tôm nữa. Nhiều cho chú nhà đi vậy con. Vuông đó nghe. Vuông lại rồi bà. Chú vuông lại thôi, giờ mình bỏ chốt lên trên hậu văn đi. Chú vuông, chú vuông, văn bên đâu nè? Văn đâu nè? Chết mình kia đi. Không có mình lên đi trên đột 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 mắm văn đó rồi đó, tao văn qua đây đây. Ở dưới mình đuổi. Thấy không? Phải đi mới được chứ. Đi cho bộ xong. Ở đây một mẻ lưới đó các bạn ơi. Cứ nhắc nhóc đi nè. Chứ gì bé nè. Là rồi chứ giác chính. Nó mỹ. Nó gừng. Mày giác được rồi. Mày giác chính được rồi. Tôi nhận được đi chơi. Mày giác được. Cùng cái gì không ơi? Kinh cùng thì ốp đi. Yên đến rồi tính lấy ngang nha. Trời. Chặn lại. Trời cái sao? Bơi đi, mình bơi quá thêm nữa hả?
khoan đuổi một lát thôi. Mới văng dính rồi nữa không? Khoan 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 đuổi cho đó chặn ngang nó đi. Dính cái gì à? Ừ, con. Lưới không có đâu trời. Tháo cái đầu lưới nó ra sao? Tháo đầu lưới xích ra đâu chứ? Đây sức này đó. Mà được ơi, được ơi. Ồ dính hai ba con luôn kìa. Rồi lấy cái đầu cái đó đi. Dính này nè, dính chỗ này nữa nè. Ừ. Nhỏ đi. Ôi đại đi. Chìm tham nè. Nhỏ đi. Ấy ấy cái lưới lại cái sao? Vậy. Cọc lấy cái cây dính sình đó. Nắm dính sình tại đi. Nắm rồi mà. Mất lưới hết trơn luôn, mất nguyên kho mẹ nó trơn. Thấy không? Nè. Dạ. Chuột á. Dạ đi. Cá không to. Nấu nè. Nấu ôi cái đâu vừa có gì có cái đâu nè. Vừa mánh này. Dưới cục tóc bạn ơi. Ôi. Cá nâu, cá nâu, cá nâu. Cá nâu á. Tối đầu đó. Quá khứ, quá khứ, quá khứ. Khứ cái đầu rồi à. Quá khứ cái đầu rồi. Cái đầu. Đại này cái lưới của mình đi. Đại đi, đại đi. Cái đầu đó, cái đầu đó. Đi. Cái lưới kia tới hai. Cái này cạn lên sớm, người xuống đi sớm. Làm gì? Vô mánh rồi à. Nghe tao lôi kìa. Chú vuông nãy giấu mình. À, không giấu đâu, không kêu mình lên hậu. Chứ hậu á. Có nghĩa là lúc đầu không kêu. Thấy văn không có. Không có nè. Thấy văn không có thôi kêu. Cảm ơn nghe Cường. Tham qua clip này cảm ơn bạn Cường chú vuông nghe. Cái này nói chuyện dính cái đầu luôn. À, dính cái gì vậy? Dính. Quá khứ vậy? Cái con nãy đó. Đến đủ mới xong chứ. Tôi kêu đến văn ngang đi đó luôn á. Ừ. Nói gì chứ thằng đến nó biết mà nó gành lắm. Vậy mình kho nhiều. Vậy kìa lá kéo ta lưới đi nó kéo ngược lại. Vậy nhiều quá cái là mình vừa kho cái mình ớt mình mắm mình chiên nữa. Rồi được đấy. Đi đi. À, chỗ này đang hên mà. Không có đâu, để xe vô góc đi. Đậu đi được lên chạy. Không lên làm gì. Cầm cái cây xuống vịn lại đi sao. Tôi quay qua lại tôi quay cho nó dễ. Chỗ này đây, chỗ này nè có cá bự nè. Không biết cái gì thôi nhưng mà bự lắm. Đặng á, đặng á, xích đặng á. Đó đó, chỗ đó đó. Ủa không lấy vuốt rồi trời. Nhỏ sao cái lưới này thứ hai đó. Thứ hai dạo á. Cái gì? Đầu tư cái tờ lưới kia kìa. 70 mét, 60 mét. Tờ lưới nó dính một cái một tờ dục rõ không nổi luôn. 60 ngàn. Hả? 60 ngàn. Tờ lưới 60 mét 70 ngàn. Vô dạ tờ này dễ cho. Hết cá rồi. Mày sao bạn út lát thế Sơn? Ông thầy đến rồi. Ông bị con kỳ đà cắn ông luôn rồi. Thì cái này 5-6 con hết đâu. Đó nhiều rồi. Nhiều đây về như dư sức. Nhổ đến đâu mất tiêu luôn rồi.
không phải bùa nước không đấy, không không đây bùa nước để cắm đấy, cắm cắm cái này rồi giờ mình đổ luôn đi, cắm cây luôn, cắm cây luôn dính mán vô luôn. Đừng cắm cái phao. Dính mấy con. Trời, chết đẳng á, thú đẳng á. Ôi, dính rồi. Wow, đem lại đỏ con này ơi. Ôi nè. Nè. Cá nó nhìn sao ngon bằng cá này. Trời ơi, cá con uống cái đó, cá kia nó sập lét như cái tép. Cái này nó nãy cái dính cá này đó. Trong lưới còn một cá nâu nữa. Chỗ đó ra nãy con cá đối cá bá lửa luôn. Cá đối đi. Đâu lại chỗ này thế sao còn. Có cá đối bự. Có chỗ đó đó, chỗ đó nãy có dính đó. Đó. Nãy dính con nè. Để mò mò đi. Qua lại đi. Qua lại đi. Cái gì vậy? Bò bò dưới đây nó lưới cá chứ. Lưới này nãy vậy nó sắn thôi dụng cái chân thôi. Quá khứ con lát với đến đang đuổi cá nha. Mày đánh. Quá trời ăn lưới thẳng từng chỗ hết trơn. Đâu được chỗ dùng beo mà. Bỏ sẵn cả đôi vô. Được không? Đúng rồi. Thả cái đồ chó thôi. Con cá nâu 100g rồi. Cái này uống lưới này cái đâu nói này chặt béo dữ lắm. Nó bự nha. Lưới này tao ngâm trên đây nè. Tươi. Tối gỡ cái
không ta ngon được. Giờ nói ra trong cái video nói cho tôi neo đi, mình không có coi không hiểu rồi. Trời cái đâu hả? Không quá khứ lưới thật cả chúa. Lưới ai nó rỡ mà. Lưới ai nó rỡ đi. Ý là tao gỡ cá chứ tao phải gỡ gác không ơi. Nếu tao đây phải gác thì phải gỡ cá. Cái cá. Có con cá nợn nữa. Trời ơi, có cái đầu à. Mỏ đấy, mỏ đấy, mỏ đấy. Cái lưới mà chạm thấy hồi lưới nhiều quá. Có em rồi. Ủa cái đối này chắc béo nhiều lắm. Ăn dính nhóc rồi. Đặng lại dính mới vừa văng nó thiệt. Vừa văng dính nãy thấy dở có con nào đâu mà. Không có. Đặng giờ tao mới giờ lại đó đó. Đặng dính rồi ra. Ờ dính rồi tao giờ lại đó. Đúng đúng. Chọc cá làm cái xấu bị rùng rùng. Mình gỡ cá xong về khỏi làm giấy luôn các bạn. Gỡ cá giấy văng nhóc. Quá khứ. Vụt cái đầu cái này biết cảnh. Vụt thế. Thôi ai, ai, bỏ tao lưới ra đi. Cái mình lên chảnh cái mình đuổi dạ chảnh rồi nữa. Mình cuốn cái mình đi về này luôn. À. Cái viên này 1 kg 8 nè. Ê, 1 kg 8. Cái viên này chiên nè. Hay là mình làm nấu mắm ta. Chiên này là nấu mắm ngon. Cá này nè. Nấu mắm đi. Nấu mắm được rồi. Nấu mắm đi. Chim son, chim mũi hay nấu mắm thế. Nấu mắm đi. Nấu mắm béo lắm. Ồ, lưới chảnh nó liệt quá rồi, liệt luôn rồi kìa. Đó, lưới chảnh nó liệt. Đây trời, anh có phi kìa. Nhưng mà cái điểm nó lâu nó chẹn. Phi thôi. Qua thì anh có phi. Mình bàn tay. Bàn tay. Cái phi đen y nhìn đến. Trắng mà nó trắng như con. Đi lại chút giò á. Giò cũng đang đi đâu. Hiu hắt quá. Cái gì vậy? Thấy hiu quá. Cứu em. Tại vì nó không có phao nó chìm á. Chứ không phải dính cá chìm á. Ôi, nó có phi 2 kg à. Cái chín mấy à. Nó dính. Ôi, kìa kìa kìa. Ê, kìa đằng kia nó kìa, đằng kia nó kìa kìa. Ôi, bỏ nó đây. Quá khứ. Mày làm tao vui mày. Chìm, lộn mẹ xong. Dơ. Rồi, về nha mấy bạn ơi. Tính đầu không có mà cuối cùng đây này cũng đậm đà quá. Đã ngọt không luôn. Đậm đà không mắm nữa bạn ơi. Chó. Chú bảy vui, chú bảy cười quá chú bảy. Gì gỡ một con ơi. Đặng có một cọc. Nó rồi, rồi, rồi. Nó chịu, trời ơi, trời ơi. Nó sống không? Nó chết rồi. Chết. Nó xuống mồi lại. Mồi đi. Hai anh cá phi hết sức. Quá khứ các bạn ơi. Nó dậy chứ nó dậy nữa. Nó đông đến kìa. Cái miệng á, cái miệng á. Cái gì vậy? Giọt lát á. Cái này cái non.
cạn quá nó không vô. Mà vừa bước tới nó nhắm cạo trời. Cái nâu bự hướng cái mặt luôn à. Trời quá trời cái nâu bự. Các bạn, quá trời cái nâu. Cũng lát không biết bắt cái cho mình. Đây nè, mời tôi bắt các bạn. Mới đưa đó. Nó bộ. Mới một. Nó không giống. Tôi kiếm cọ luôn. Rồi à. Quá rồi các bạn ơi. Giờ mấy anh em dạng nha các bạn. Còn tay nữa. Thì còn lại gỡ tay đó nữa thì về. Cái gì? Đầy đầy các hai khoang, hai khoang thuyền. Nãy giờ mình đi cũng hơi lâu các bạn, bây giờ mình có thu hoạch rồi. Cá vô tụng rồi mình về mình làm đồ ăn nha các bạn. Bây giờ mình bắt cá vô tụng rồi. Đó, bắt vừa thôi chừng cái nâu đâm á. Tào lao nữa. Có phi là trời. Được đâu ba bốn cái nâu bị lớn nha các bạn. Nâu cao nhỏ một tay chút mà. Dùng mình là cái nâu ở đây là ký cũng khoảng 200 mấy mà. Cớp người ta hả? Nhiều. Ở đâu à? Cái ngoài nào nó u nu kìa. Anh chú Vuông thấy cái này rất tiếc lắm. Cá huy cao lớn là con tha nè. Cái đói đây là mập ú mà, cái đói này chặt béo vô lắm. Tại tên nó cá đói rồi như nó. Vì tên khác cái tên gì? Khương cá đói. Nói chung thì cũng qua cái clip này cũng xin cảm ơn bạn Cường nha. Bạn Cường chú Vuông á đã tài trợ cho anh em số cá để anh em về làm ẩm thực. Quá trời rồi các bạn ơi. Một tụng luôn. Hồi bữa nay hồi trưa mà mấy anh em có đi bắt cá đó các bạn. Rồi hôm nay về chạy là chỉ biết bạn Sơn là đội bếp chính. Anh là chiếc mình chỉ phụng thôi nha các bạn. Đây là cá phi, còn bạn Sơn chỉ phép chế biến những món gì mình cũng chưa biết đó, để hồi chín là mình mới biết được. Cá kho tới giác các bạn ơi. Còn cá này làm gì bạn Sơn? Chiên bắt lửa lên hay vậy? Này cá phi này chiên các bạn, cái này có rồi luôn phải không? Để tí cho thấm đi. Cái nâu à? Cứ ngon mẹ. Nâu này kho cái gì bạn Sơn? Nâu kho tới giác đi. Ủa, đâu có giác luôn. Nè, cầm chút bể bụng luôn bà. Giác đâu, có cái gì vậy? Giác đâu, có cái gì vậy? Thôi là, bỏ vô á. Nó tặng cho chú á. Cá phi á, cũng ngon. Con cá lợn mà. Giờ sắp này lên cho nó đều đều các bạn. Đây cái tay á. Lấy lại sắp đại. Giống rồi biết luôn các bạn. Giống rồi đó. Đổ banh nhà chân cần. Trời ơi. Đậu phong này. Lao rồi các bạn. Mình coi vô đây các bạn ơi. Cũng bên đây mình ăn hàng nha. Đây thôi. Nhiều lắm. Các bạn ừ, đây là... để hộ xíu hết ăn rồi nè. Trời ơi là chạy nước màu kìa, nước màu yêu tao liếm liếm bắt cái chảo rồi nó nóng rồi bỏ ấy vô. Cái bạn Sơn người phân phối cho mình là chiên cá nghe bạn, tại cái chiên là dễ nhất. Luộc luộc chiên còn khét không, chiên còn khét là luộc á, luộc mấy trăm cây kiểu nào cũng ăn được. Bên cái chiên còn bằng sơn là kho chế giác rồi rất nắng luôn. Trời chạm nóng lên rồi mới chiên nha các bạn. Gần chín rồi các bạn ơi, bỏ cái giác vô. Cái gì cá thì đi chín rồi lát
đến chuyện đến bạn đến chuyện cá nè bạn ơi. Ơi được chuyện cá ngon quá bạn ơi. Chuyện cá sao nó dính là cái chảo này. Chảo chúng. Nãy chưa gì chứ bỏ đồ ăn vô mà. Không nãy chuyện ra, thấy không? Nãy con kia nó chưa có vàng á. Ngon lành luôn các bạn. Còn cái sạn giờ ở đây cũng thấy. Dạ. Không, ngon liền. Mấy cá kia tại nó chưa có vàng á, không? Các bạn, tại nãy lỗi kỹ thuật các bạn, con này bị lỗi kỹ thuật. Nè, bạn Sơn đang bầm cái giác nha mấy bạn. Còn bạn lát bây giờ chuyển qua chiên cá luôn rồi. Bạn lát không chửi mình không biết chiên cá. Ăn giỏi. Mà chiên cá vậy thử xíu. Chào bạn nha. Đây là chiên của lát. Có xả của tôi này. Cá kho chứ giác và cá chiên mình làm từng cơm tối nha mấy bạn, và xin mời mấy bạn mời bạn cùng mình nha. Lát mời lát cũng không mời gì vậy mời bạn nha, tôi đánh cái này trước à, cái lát cũng mời ăn dữ quá. Mời mấy bạn ăn cũng có tùy nha bạn. Ăn cá tụi con thấy ngon không? Trời ơi, cá kho mà chen cạnh nhiều quá. Đấy con bảy luôn. Mấy bạn ơi. Chín nữa. Cá chiên mình chấm với tương ớt nha bạn. Sao cá kho ngon không lát? Quá ngon, quá ngon. Đó ba này đó. Ăn cá lắm. Đó cũng được. Giờ đó. Bán mất luôn hết trời. Quá. Bỏ mớ luôn. Bỏ mớ luôn. Ăn hết cá luôn các bạn ơi. Còn cá không hết luôn á. Không hết. Rồi quay lại nè. Rồi. Mình đói quá mình ăn vô cái thì nó bị tắc vị à. Rồi anh em mình cũng với bạn đây những clip thì sao nha.